Mở nào. Đấy chưa? Cá đối bùi sóc nè. Cá đối bùi rất là to. Giờ lên đi chị. Đây. Cá đối bùi nè. Ủa con này hả? Giống giống cá lóc vậy á, nhưng mà không phải là cá lóc. Rồi, Mò Cua Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay mình lại tiếp tục đứng ở bãi Đồi Nhái để vào đây quay cho các bạn xem những cái thước phim thật nhất về những vị khách đi trải nghiệm bao đăng ở bãi Đồi Nhái Vũng Tàu hôm nay. Cái vị trí mình đứng hôm nay đó là thuộc về đăng xa bờ, cái đăng này gần cái đăng to này. Thì bây giờ để hôm nay mình ra đây mình quay cho các bạn xem. Đây là khách của mình hiện tại đang tiến vào trong đăng. Đăng này thì đăng mới cắm, do đó là sóng rất là lớn. Đăng này thì hôm nào phải nước rút thật là sâu thì khách ra đây thì mới cạn khô được. Còn ngày thường như hôm nay thì sóng có rất là lớn. Hy vọng rằng cái đăng này sẽ bắt được những con cá to. Đăng này thì cũng có bắt được cá to một vài lần rồi. Do cái đăng này nó mới cắm nên cái xác suất của nó mình vẫn chưa có lắm được hết. Nên là cái đăng này nhiều khi đi bao đăng thì đúng là nó là hên xui đúng chất luôn. Đó, cho các bạn bây giờ là tầm khoảng cỡ 4 giờ chiều tại bãi biển Đồi Nhái Vũng Tàu. Nước thì đăng này thì lớn lắm. Đâu rồi, mấy đăng kia đâu rồi, xuống lại lên. Rồi, mấy thằng cô kia ra là coi chừng nó đánh trên lật ngược hết đấy. Mấy thằng cắt nó biết bơi hết này. Biết bơi không? Biết bơi hết. Ok, sóng lớn lắm. Sóng đánh rồi, động nó bơi đi nước kia được à. Không sao đâu. Cái đăng này bắt vui lắm. Cái đăng này vừa bắt vừa nhịp theo tiếng sóng. Hả? Bắt được không? Được, và chuồng xúc thì vẫn được. Sai hả? À, còn bên ngoài thì chưa được đâu. Bên ngoài thì nhìn thấy con nào thì bắt con đó. Bên ngoài nhìn thấy con nào. Cẩn thận cá đuối nha, đằng này rất là nhiều cá đuối đó. Mình có mang dép rồi đúng không? Rồi, đội quân của mình hôm nay có mang dép, mang ủng nữa này. Mang ủng đi biển. Đấy, trang bị đồ khá là tốt. Hy vọng rằng các bạn sẽ bắt được cá to. Qua bên này cạn trước. Bên này thì với xác suất lần gần ở đây thì thấy hơi nhiều cua và ghẹ. Đây, một chuồng đang xa bờ ngoài này, sóng hôm nay rất là lớn mà các bạn bắt được nhiêu đây? Con gì đây? Đấy, rồi mình vô trong thùng được con nào chưa? Chuồng này ít nha, chuồng bên kia vẫn là nhiều. Cẩn thận đi, đụng vào cây cá đuối này, nhức lắm đó. Đúng rồi, cẩn thận đấy. Dạ mình hết sức cẩn thận với cái túi cá rồi nha, nó có gai cá rồi. Mấy đứa là đi qua bên kia nè con, đi qua bên kia có cá nè. Chuồng bên kia nhiều cá, chuồng bên này nhiều. Đi qua đi đổi chuồng rồi. Đúng rồi. Đổi chuồng. Đây cô bé này có xúc được cái gì không em? À, được con rạm thôi. Rồi mình di chuyển qua bên thôi. Nước lớn như vậy mình chỉ xúc trong chuồng thôi. Còn vòng ngoài này thì mình ngó thấy con nào mình bắt con đó thôi. Đúng rồi, cho hết vào trong thùng đi. Các bạn thấy không, ra đây sóng lớn này, nó đánh cho sấp mặt luôn đấy. Nè Vinh ơi, coi chừng cái gờ nha con. Cẩn thận đi mò mò nha. Để chân nha, cẩn thận, hết sức cẩn thận. Cái đăng này nó có vừa sóng vừa gió đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái chuồng bên này, quay cho các bạn xem cái chuồng bên này thường là nó sẽ nhiều hơn cái chuồng ở bên này. Trời thì đang muốn mưa rồi. Mình xem cái chuồng bên này xem là như thế nào. Bên này nước sâu nha. Sâu đấy, bên này tới bụng luôn đấy. Nước sâu sóng lớn, cẩn thận. Bước qua mấy chỗ bao này nó trơn nha.
chú upload lên YouTube luôn hay là đúng chú... rồi các bạn đã được lên YouTube. Chú trên tâm giờ chú. Về nhớ đăng ký kênh nha, Mò Cua Bắt Ốc TV. Có xem rồi. Chưa? Mày xem mày chưa đăng ký? Đúng rồi, con xem rồi. Tối về đăng ký nha. Mò Cua, Mò Cua Bắt Ốc TV. Vô trong này đây cho các bạn xem cái chuồng này. Trời ơi nước nó sâu là nó ngập luôn cả máy của mình luôn này. Quá là ghê. Lần đầu tiên mà đi quay, đi quay phim mà nước mà tới đây này các bạn. Đó. Đó. Mò cua chứ phải mò cung vậy. Hả? Chú đừng bắt cóc chị em hả? Ờ bắt cóc chị em hả? Tôi đừng mày đọc kiểu kia ra xong. Hả? Có làm YouTuber hả chú? Ừ. Cá đối, cá ghé, cá heo rồi đủ loại hết. Có, chuồng bên này chắc chắn sẽ có. Chuồng bên này là nhiều hơn chuồng bên kia luôn đó. Wow. Con gì đó? Cá chết hả? Chết rồi. Con tươi không? Con cá chết nè. Cái này hai ngày chưa bắt là vô lại chết rồi. Coi còn tươi không? Coi còn tươi không? Còn tươi không? Để ra ngoài chứ, đi ra ngoài. Coi mang đây. Ôi giời ơi, con to quá mà chết, chết ngộp rồi. Hai ngày chưa bắt đằng này mà. Hai ngày rồi hả? Ui giời ơi, to quá mà nó ngộp rồi. Đấy, được con đấy to thế mà nó lại chết. Nhiều vậy hả? Đây. Có con cá đối hả? Được đối vui kìa. Cái chuồng bên này đối cá đối nhiều nha. Rất là nhiều bên dưới đó nha. Chỗ này chú kêu chú bà hay coi. Ờ, đưa đưa ba mượn đưa mượn cái mượn. À, mình đổ hết cá vào trong cái túi đó đi. Đó trong chuồng này, ai thích bắt cá tôi trong chuồng này, xúc. Vào trong này. Cá đối bùi rất là to. Giờ lên đi chị. Đây. Cá đối bùi nè. Con này hả? Con cá lóc hả? Giống cái giống cá lóc vậy á, nhưng mà không phải là cá lóc. Đó, được một em cá đối nữa. Cá là to. Wow, cái chuồng mình đâu? À, rồi, quá đã luôn. Tao không bao giờ bật cái chuồng này. Ok. Con là to không? Được một con tôm thẻ các bạn ơi. Tôm này là được một gói mì hay là một lon bia gì đây? Đây, tôm. Vặt. Trong này mấy con cá chết chưa? Vặt đi anh. Rồi, cá đâu cái gì lụm đây? Cá heo, cá lợn này. Cá này là cá ấy. Rồi đây, còn mấy con nữa này các bạn cho hết vào trong luôn. Cá gì? Có cá bè trang á. Cá canh. Cá đấy là cá canh. Cá canh cá ông á. Đúng rồi, con cá trê nha, cái chừng đó. Con vần này là cá canh nha. Con cá dài dài đi đánh nha. Đánh nè. Chết nè. Làm đây qua anh qua bên góc đó đi định. Góc bên này hả? À. Đúng rồi, chính xác. Mình dồn vào một góc rồi đó, hay đó. Con nào chết thì vứt đi. Đi. Cá nào? Thấy chưa? Cá đối vui sóc nè. Đối vui sóc nè. Đây là cá đối vui sọc à, con này ăn mới chắc thịt này các bạn à, bác nhìn thấy không à, muốn chắc cái này. Ồ, quá đã đó hả? Rồi, đưa đây, cho vào túi. Ê, cẩn thận mà. Cá đối sọc, cá đối vui sọc. Ê, các bạn, nước tới bụng mà mình vẫn vào chuồng mình là xúc cá được nha các bạn. Đối với cái đang xa bờ này thì chỉ xúc được ở trong chuồng này thôi. Cầm ra. Rồi, giờ mấy đứa bắt vào đây nha. Ơi.
Mấy cao không cao không? Mấy cao. À, anh cứ đạp sát cái lưới ra rồi anh xúc sát chân lưới á. Thường nó đứng ở ven lưới á. Cầm giật ba bên dưới đúng rồi đúng rồi. Hả? Một cua bắt ốc TV. TikTok, Facebook gì các bạn về lên trên đó xem mình nha. À, đăng ký chưa? Đăng ký kênh chưa? Thế thì phải đăng ký này. Xem chùa thế này đi. Về đăng ký nha, tối về đăng ký nha. Nhưng mà bạn phải cho iPad đi nè. Hả? Bạn phải cho iPad cái nè. À, cho iPad. Tối bây giờ subscribe chưa? Đúng rồi, tối về subscribe đi. Đó, subscribe đi nha. Rồi đó, tiếp tục, tiếp đi.